Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Camry bản 2.0 được đăng ký vào đầu năm 2018. Xe đi khá là lướt, mới được có 23.000 cây số thôi, với một cái mức giá khá là hợp lý, chỉ có 798 triệu thôi các anh chị. Màu đen, màu ánh kim tuyến khá là đẹp nha. Đó, cho nên là Huy thấy xe này một chiếc xe phân khúc hạng D với nhiều cái option và mức giá vừa phải, và đặc biệt là chiếc xe này còn rất là đẹp, mới đi được có 23.000 cây số, ô tô chuẩn các anh chị, lịch sử hẳn đầy đủ rõ ràng. Thì Huy nghĩ đây là một sản phẩm mà anh chị nào đang có nhu cầu mua xe về sử dụng thì anh chị lấy sản phẩm này. Với dung tích động cơ là 2.0, rất tiết kiệm nhiên liệu. Mình sẽ đánh giá về phần ngoại thất để anh chị và các bạn mình xem kỹ hơn về tình trạng của xe. Đó, đèn sử dụng công nghệ là đèn bi, đèn cốt là sử dụng đèn bi dạng LED nha các anh chị. Rồi có dải đèn chiếu sáng ban ngày này. Đèn cản thì được đưa từ trên cụm đèn 3 pha xuống. Đèn xi nhan các anh chị, đèn cản đây. Đó, thiết kế khá là đẹp. Khá là nhiều những các anh chị thích cái form này, thích cái kiểu dáng này. Nó mang một cái vẻ gì đó, nó rất là hiền hòa. Khá là đẹp các anh chị. Với hệ thống đèn sử dụng công nghệ đèn LED, bật tắt tự động. Khi mà vào trời tối thì đèn sẽ tự động bật lên, và đến khu vực sáng thì đèn sẽ tắt đi. Điểm đó khá là quan trọng và nó tiện nghi cho người sử dụng rất nhiều. Và đặc biệt là nó có thể điều chỉnh được cái độ cao thấp của đèn luôn anh chị, độ chiếu của đèn, khe hở giữa các chi tiết. Rồi vỏ còn rất là dày, ô tô chuẩn 23.000 cây số. Và vỏ này thì là vỏ theo xe, vỏ theo xe các anh chị. Đó, gương chỉnh điện, gập điện, gập điện, chỉnh điện, và cái này là nẹp chân kính, dán phim. Đó, công tắc cảm biến sờ các chị. Xe này được ra vào cửa thì thông minh, sử dụng cảm biến sờ. Đó, và ngoại thất như anh chị xem, lung linh. Bên Huy mới lái về chưa có làm maru, chưa có vệ sinh gì hết, nhưng mà đối với sản phẩm này thì chất lượng Huy thấy khá là đẹp. Ngoại thất thì nguyên bản còn rất là nhiều luôn các anh chị. Cảm biến khoảng cách từ phía sau có luôn ha, kể cả camera gear. Yeah, chủ xe lên cái đầu DVD và lên camera gear luôn các anh chị. Đèn sau là dạng LED, đèn thắng, nó khe hở với các chi tiết. Huy đi một vòng để anh chị mình nhìn kỹ hơn về chất lượng của sản phẩm. Bên Huy thì hiện tại đang có hai chiếc Camry 2.0, nhưng mà chiếc này thì Huy đánh giá chất lượng và giá cả thì ok, cho nên là Huy sẽ quay chiếc này cho anh chị và các bạn mình xem, để anh chị mình nếu như mà đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị mình cân đối tài chính. Xe vẫn còn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota Việt Nam với lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 7.79% trên năm thôi các chị. Rồi, ngoại thất thì Huy quay cho anh chị thấy rồi đó, xe mới về nhưng mà khá là lung linh. Tiếp theo mình sẽ xem nội thất bên trong của sản phẩm ạ. Đây các anh chị, nội thất bên trong còn rất là mới, anh chị cùng Huy mình đi xem nha. Sẽ khám phá từng chi tiết của nội thất để mình đánh giá chất lượng của sản phẩm này. Huy sẽ quay rất chi tiết cho anh chị để mình xem. Mình có thể chốt khi không cần thiết phải đến xem xe. Khi nào bên Huy làm maru, làm đẹp xong, anh chị có thể đến và lái xe luôn. Đó, những cái sản phẩm bên Huy thì anh chị yên tâm cam kết với anh chị. Đây, bánh xe cua chưa sử dụng luôn anh chị nha, đồ nghề này anh chị nhìn nè, chưa sử dụng một lần luôn. Đó, những cái xe mới có 24.000 cây số, thực sự không khác gì xe mới là bao nhiêu, thì anh chị sẽ tiết kiệm được khá là nhiều, giữ giá tốt Camry, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, chắc xe đẹp. Thật sự rất là hiếm có những cái sản phẩm như thế này trên thị trường. Gia đình mình mua về mình đi, một chiếc xe Camry nhìn nó rất sang, rất đẳng cấp. Độ cách âm, độ giảm sốc và mọi thứ
đều được khách hàng cảm nhận. Vì sao Camry vẫn là một sản phẩm mà gọi như là chiếm được cái lòng tin, lòng yêu mến của khách hàng rất là nhiều. Cửa gió ở phía sau có thể điều chỉnh được cái hướng gió và độ mở của gió các anh chị. Này, vị trí để chân, ghế chỉnh điện rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn các chị. Huy đang ngồi trên xe và Huy cảm nhận độ thoải mái, để chân duỗi thẳng và khoảng cách từ đầu cho đến trần đó, cũng như là cái độ ngã của ghế rất thoải mái luôn anh chị. Màu kem nhìn rất là sang, sáng cái xe. Công tắc lên xuống kính thì auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa, và những cái nút bấm anh chị nhìn không, rất là mới và nét đó. Thực sự nhìn khá là chuẩn luôn, một chiếc xe Camry đó. Từng bộ lon con táng, từng dắt điện, mọi thứ đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, cam kết còn nguyên bản hết cho anh chị. Hộp số tự động 6 cấp, chuyển số êm dịu, ghế chỉnh điện, những cái bàn đạp ga, bàn đạp thắng đó. Tắp lô, vô lăng này. Huy nổ máy để anh chị cảm nhận về xe nha, tiếng nổ của động cơ đó. Động cơ phun xăng trực tiếp nha các anh chị. Phun xăng trực tiếp này, ô đô chuẩn mới 23.000 cây số, 23.000 cây số thôi các anh chị đó. Tắp lô anh chị nhìn không đó. Đầu DVD Pioneer, hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độc lập dual DVTI, dual có rèm che nắng phía sau luôn. Đây, chìa khóa Smart Key. Hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn anh chị. Tiếp theo Huy sẽ đi ra phía trước để cho anh chị xem về phần động cơ. Xe được trang bị tới 7 túi khí lận các chị nha, 7 túi khí lận. Đó, những bộ lon con táng anh thì nhìn nha, chuẩn chỉnh, còn nguyên bản, chưa đụng chạm gì tới động cơ và hộp số. Động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số, cho nên anh chị không lo gì hết. Xe thì nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều, mới 23.000 cây số. Chiếc xe Camry phân khúc hạng D rất sang trọng, rộng rãi, thoải mái. Độ cách âm, độ tăng tốc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt. Thì Camry 2.0 2018 này, đăng ký 2018 các anh chị, và đây là mẫu cuối 2017, mẫu mới. Giá bán 798 triệu, hợp lý, khá là hợp lý. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Có thể đến trực tiếp Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy, gặp Huy, liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847, để được Huy hỗ trợ cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sửa sản phẩm này. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị nha. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng